Hay luôn, chào mừng tất cả các anh em đã quay trở lại với channel của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách bbat online. Thì cái tool này là cái tool TT Ramrick bbat online nha anh em. Thì hôm nay thì mình có con iPhone X, khách hàng làm yêu cầu làm qua team view cũng như là làm online nha anh em. Rồi thì bây giờ bắt đầu làm này, thì anh em cần tải cho mình đầy đủ những cái ứng dụng mà mình để ở dưới cái link, dưới cái phần mô tả nha anh em. Đó là cái tool TT Ramrick là thứ nhất này, i4 tool, và một số trường hợp máy mà nó lỗi á thì chọn anh em tải LPro Botlink để kích trước để làm nha anh em. Hay anh em nào mà tiền dư giả chút á thì có thể order bbat LPro Botlink nha anh em. Còn cái tool TT bbat là định giá nó rất mềm cho anh em thợ. Rồi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách làm luôn nha. Rồi anh em gãi cái batter này trước nè, đưa chế độ máy về cho Coveri, rồi sau đó ấn start nè. Đó, đợi sao cho nó còn xéo dây ở đây á, là anh em thả giảm, nhấn nút giảm âm lượng và tắt cái bảng này đi, thì nó sẽ tự động nó đưa về DPU đối với iPhone 8 và iPhone X nha anh em. Rồi sau khi nó đưa về chế độ DPU rồi á, thì anh em mở cái LPro Public này lên để chúng ta kích nó về cái chế độ đây trước. Đó, sau khi mà nó kích đang lỗi rồi thì kích lại lần nữa anh em. Đó, một số như iPhone 8 như iPhone X là một số máy nó kén thì không ấy được. Đó, như là nó kích ok rồi nè, anh em tắt cái tool đi, rồi anh em mở cái tool TT Ramrick lên. Đó, rồi anh em chọn dìm số 0. Nếu mà trường hợp một số máy mà nó lỗi SSH á, hoặc nó lỗi mon á, thì anh em chọn dìm số 8 nha anh em. Đó, nói chung là cái tool này nó fix lỗi SSH chứ fix lỗi mon luôn rồi. Nên những anh em cài được tool á mà không sẽ ra lỗi gì á thì anh em order cái tool này thì làm quá là ok. Giá thành rất là rẻ. Rồi, công việc của anh em chỉ việc là ngồi đợi cho nó chạy nó boot disk thôi. Nó boot ram disk rồi, sau khi nó boot ram disk ok nè. Đó, nó báo chết ok thì anh em có thể mở thêm một cái tab nữa để cho anh em dễ nhìn. Lần này thì anh em bấm vào dòng số 1 nha. Đó, bấm vào dòng số 1 để cho nó backup lại. Backup lại cái file active. Là một file nó lưu trong máy và một file nó lưu trên server, nên anh em hoàn toàn an tâm. Nếu mà có lỡ chạy lên hoặc nâng cấp lên image cao thì vẫn có thể là ok. Rồi, cái đây thì nó active được 4 cái file rồi nha anh em. Nói chung là fix in cloud thông báo tích nguồn ok hết. Nhập vào cloud là ok hết. Rồi, như vậy thì là file backup mà chúng ta đã xem. Anh em vào này, ở trên màn hình desktop này. Đó, nói chung là nó hiển thị số seri luôn. Đó, vô anh em kiểm tra đó là cái file có thông báo và đăng nhập in cloud nha anh em. Nói chung anh em backup xem mà thấy được cái file đó là ok. Rồi. Rồi, sau khi mà anh em backup xong á thì anh em restore lên cái bản phiên bản iOS cao nhất nha anh em. Đó, lên bản đưa về trạng thái máy hello để cho nó làm, để cho nó chuẩn bị active. Rồi sau khi đưa chế độ hello thì anh em làm lại bước y như cái bước đầu tiên anh em. Đưa về chế độ DPU, rồi sau đó dùng cái tool LPro Public kích trước. Thì cái này thì ở đoạn đầu thì nó cũng tương tự rồi. Đó, nên anh em chỉ việc bấm xem thôi. Đó, nói chung là anh em kích thì anh em cứ nhớ là sau khi backup được thì anh em restore sạch lại để cho chúng ta active lại mình. Đó, rồi nói chung cái này sau khi kích xong rồi á thì anh em tiến hành mở tool lại và boot disk, ấn phím 0, rồi sau đó nó boot disk ok thì anh em nhấn vào phím số 2 để restore active lại nha. Đó, nói chung là nó chỉ có backup xong rồi restore lại thôi. Thank you.
Rồi thì ở đây anh em chọn dùng số 2 thì nó sẽ tự động nó active lại cái file để backup lúc ban đầu nha nè. Đó, nó báo như vậy thì báo đã ok rồi đó nè. Đó, rồi ở đây thì anh em chọn Z để đưa về menu Power Tool. Đó, rồi bây giờ anh em chỉ việc đợi nó khởi động lại và nó active vào đó, thì cái đây nó đã lên rồi nha, thì nó đã lên, nó đã nhận rồi. Thì giờ mình sẽ cho anh em xem nó đã active được, nó vô được cái trạng thái active. Đó, thì cái đây mình làm trên TeamView nha anh em. Đó, nói chung như vậy thì cái con iPhone này đã active rồi, ok rồi nha anh em. Nói chung cái giờ chỉ việc là nhấc sim vô hoặc là nhập in cloud thì thông báo thì nó cũng fix full như một cái con iPhone bình thường rồi. Thì bây giờ mình sẽ chặn update và khó luôn nha anh em, thì chọn dùng số 6. Đó, nói chung là tech update và chặn cài đặt lại dùng 2 luôn. Thì sau khi chạy xong cái tính năng này thì anh em hoàn toàn không sợ nó tự động update lên, và cũng không sợ khách nó tự động nó khôi phục lại cài đặt nha anh em. Nói chung là nó không cài đặt được, nó cho dù nó bấm vào đặt vào dùng 2 á, thì sau khi nó chạy xong thì nó vẫn trở lại màn hình chính, nó không có vang rồi hello nha anh em. Đó, thì cái tính năng này những anh em mà order xong rồi thì cái tính năng thì nó hoàn toàn miễn phí nha anh em. Đó, thì cái tool này rất là tiện lợi. Nói chung là nó fix được cái lỗi mon và cái lỗi SSH á. Ở một số tool trước thì nó đã bị lỗi rất là nhiều, nên nói chung là anh em mà cài được cái tool này thì full, hầu như là full chức năng luôn rồi. Còn một số trường hợp gì đó nữa thì mình cũng không biết như thế nào, nhưng mà hiện tại thì mình thấy là mình làm con nào nó cũng được rồi nha anh em. Trừ khi mình cài tool không được thôi thì nó mới không được thôi nha anh em. Còn những cái tool của mình thanh lọc đồ thì nhiều khách yêu cầu mình phải fix lại thông báo nha anh em. Tại vì làm bên đó thì nó không fix được thông báo và cũng không fix được anh cloud. Nhiều khách thì người ta làm từ bên đó thì người ta trở qua phía bên này để nhờ mình fix thông báo. Thì hiện nay nói luôn, anh em nào mà cần fix thông báo cho những máy mà đã active lại mà không có thì liên hệ mình để mình fix lại thông báo cho anh em nha. Còn những anh em nào mua tool này thì tặng luôn cái fix thông báo luôn. Rồi, thì tính năng của nó là hoàn toàn gần như là ok rồi nha anh em. Nếu anh em thấy hay thì like, subscribe, đăng ký kênh của mình để theo dõi những video mới nhất của mình nha. Rồi, xin tạm biệt tất cả các anh em nha.